dung môi hòa tan gam này. 5.6 xịt ra thì cái dung môi đấy một thời gian sau nó sẽ khô, còn lại lớp cao su. Bản chất vấn đề nó chỉ là như vậy. Mấy cái thế cái đáy của cái cửa đó bác, cái bác xịt cái gì đó vô không biết là dầu lửa hay là dầu gì đó cho nó rửa sạch sẽ trong đó đi, cái mình để cho nó khô xong cái mình chơi cái này xuống đó. Tôi hàng cả nguyên cái xe 67 tôi nhớ là chả cần cây mình chọn cái lỗ không chả cần tốn chi nữa, nó có cái lỗ cái lường dưới cả xe sau cái phòng cửa chỗ một nhỏ hàng ở trong đó là nó hứng nước từ kiến xuống nhiều lắm á.